Tin nóng 12 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2023 của báo Sài Gòn Giải Phóng online. Xe khách va chạm với xe tải ở Quảng Nam khiến 3 người tử vong, 13 người bị thương. Phạt chủ nuôi 1,5 triệu đồng trong vụ nam sinh viên bị hai con chó tấn công gây thương tích. Truy bắt đối tượng cầm đầu nhóm mang súng gây rối công cộng ở Đồng Nai. Bộ Tài chính yêu cầu thanh tra vụ ép khách vay mua bảo hiểm. Hai anh em ruột điều khiển hai xe tải va chạm nhau và cùng lật xuống đèo Phi Ô Lắc. Miền Nam sắp có một đợt tổ hợp thiên tai. Tử hình đối tượng giết hai mẹ con người tình ở Bình Phước. Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn khiến hai cha con tử vong ở Bà Rịa Vũng Tàu. Mời quý vị cùng theo dõi. Trạng sáng 21 tháng 2 trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong, 13 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Theo đó, khoảng 2 giờ ngày 21 tháng 2, xe khách Phương Trang biển kiểm soát 51B199XX chở theo 30 hành khách lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A hướng Quảng Ngãi Tam Kỳ. Khi đến đoạn qua thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành thì va chạm với xe tải biển kiểm soát 81C1569XX chưa rõ danh tính tài xế, chở gạch đậu bên đường. Theo lời kể của những người dân sống hai bên đường, trong lúc đang ngủ thì nghe một tiếng va chạm lớn. Sau khi chạy ra đường thì nghe tiếng kêu cứu trên xe khách. Cú tông mạnh nên đầu xe khách dính chặt vào đuôi xe tải. Người dân phải phá cửa đưa mọi người trên xe ra ngoài và báo cho công an. Ba nạn nhân tử vong được xác định gồm Nguyễn Thị Hương, 72 tuổi, trú thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Ngô Minh Hoàng, 62 tuổi, trú Đức Trọng, Lâm Đồng và Trần Văn Hải, 59 tuổi, trú huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Liên quan tới vụ nam sinh viên V, 16 tuổi, sinh viên khoa kinh tế du lịch, trường cao đẳng Lào Cai bị chó tấn công gây thương tích. Ngày 20 tháng 2, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi được các bác sĩ cấp cứu điều trị tích cực, nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm và đang hồi phục sức khỏe. Trước đó, chiều 18 tháng 2, khi đi tập thể dục tại khu đô thị Trirun ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, em V đã bị hai con chó tấn công. Trước mai, người dân kịp thời phát hiện, cứu giúp và đưa em V đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn, đa chấn thương trên toàn cơ thể. Tính sơ bộ có khoảng 10 vết thương lớn gây rách sâu, phần mềm và nhiều vết thương trên cơ thể do trăng chó cắn. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã làm rõ hai con chó tấn công em V là của bà Bùi Thị Thảo ở tổ 9 phường Bắc Cường, nuôi từ năm 2021, thuộc giống chó Doberman từ Đức, trong lượng mỗi con khoảng 30kg. Thời điểm lập biên bản, chủ vật nuôi chưa cung cấp được giấy chứng nhận tiêm vaccine dại của hai con chó. Hiện Ủy ban Nhân dân phường Bắc Cường đã ra quyết định xử phạt 1,5 triệu đồng đối với bà Bùi Thị Thảo về hành vi không đeo trợ mõm cho chó khi đưa chó ra nơi công cộng, đồng thời yêu cầu bà Thảo phải có trách nhiệm chăm sóc hỗ trợ chi phí điều trị cho nạn nhân. Sau khi về ổn định, cơ quan chức năng sẽ giám định thương tích. Nếu mức độ thương tích cao, chủ vật nuôi sẽ bị xử lý với hình thức nặng hơn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bắt khẩn cấp 14 đối tượng từ 17 đến 24 tuổi, ngụ ở hai phường Tân Biên và Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Cuối năm 2022, VDS, 24 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, mượn của VHDH, 23 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, một chiếc xe rồi mang đi cầm cố nên xảy ra mâu thuẫn. Sau nhiều lần cự cãi, S hẹn với H đến khu phố 8A, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa để nói chuyện. Ngày 3 tháng 2, VDS dẫn nhóm khoảng 20 người mang theo súng, kiếm và dao tự chế đến điểm hẹn. Quá trình di chuyển, nhóm của S chạy xe lạng lách đánh võng gây náo loạn đường phố và bị lực lượng tuần tra phát hiện yêu cầu dừng xe. Bất chấp hiệu lệnh của lực lượng công an, nhóm của S dùng kiếm, dao tự chế, súng chống trả và đập phá xe mô tô của lực lượng tuần tra. Công an đã khống chế 14 đối tượng liên quan, thu giữ 4 khẩu súng, nhiều vỏ đạn, điện thoại di động. Hiện đối tượng VDS cùng một số đồng bọn vẫn đang bỏ trốn. Công an thành phố Biên Hòa đang mở rộng điều tra truy xét để bắt giữ. Ngày 20 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã yêu cầu Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm tiến hành thanh tra kiểm tra các công ty bảo hiểm, bao gồm cả các đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, không để tiếp tục xảy ra tình trạng doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng, ép khách hàng phải mua bảo hiểm mới cho vay vốn hay hình thức giới thiệu cho người tới gửi tiền, tham gia đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm liên kết trái với quy định pháp luật liên quan. Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm phải công bố đường dây nóng, bao gồm số điện thoại, email để tiếp nhận thông tin phản ảnh của người dân và doanh nghiệp về các sản phẩm bảo hiểm biến tướng, kịp thời kiểm tra xác minh thông tin để có biện pháp thanh tra phối hợp với cơ quan công an và thanh tra giám sát của ngân hàng nhà nước, ngăn chặn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
phối hợp với cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước tiến hành thanh tra xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng để xảy ra tình trạng nhân viên ép khách hàng mua bảo hiểm. Ngày 20 tháng 2, Công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã hoàn thành công tác cứu nạn cứu hộ và đưa hai ô tô tải gặp nạn về cơ quan công an để điều tra nguyên nhân. Và thật hy hữu, hai tài xế xe gặp nạn là anh em ruột. Trước đó, vào ngày 19 tháng 2, tại km 62+100 quốc lộ 24, đoạn dưới chân vèo Viện Lắc, trên giới giữa xã Ba Tiêu và Ba Ngạc, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải. Xe tải biển kiểm soát 43H023XX do tài xế Đặng Minh Hải, 34 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, điều khiển theo hướng Kon Tum đi Ba Tơ, thì xảy ra va chạm với xe tải biển kiểm soát 43H011XX do Đặng Hoàng Vĩ, 23 tuổi, trú cùng xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Hậu quả vụ tai nạn khiến cả hai xe ô tô tải bị lật nằm chắn ngang quốc lộ 24 và hư hỏng nhiều hàng hóa bên trong xe. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia có cảnh báo từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 2, ở thượng nguồn sông Mekong và khu vực Nam Bộ phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 35 độ C, cục bộ có nơi cao hơn. Đồng thời, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 2, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng, sau đó giảm. Độ mặn cao nhất tại các trạm phổ biến ở mức tương đương độ mặn cao nhất tháng 2 năm 2022. Chiều sâu trên mặn tại các sông Vàm Cỏ Thông, Vàm Cỏ Tây, Hàm Luông, Cổ Chiên có thể vào sâu tới 55 đến 70 km. Các địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn. Dự báo trong 1-2 ngày tới, độ cao sóng biển ngoài khơi Nam Bộ dao động từ 2 đến 4,5m và mực nước triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,15 đến 4,25m. Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông và ngoài đê bao, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 20 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên sơ thẩm tuyên phạt mức án tử hình đối với Lê Công Minh, 35 tuổi, ngụ xã Đồng Nơ, huyện Hấn Quảng, tỉnh Bình Phước về tội giết người. Theo cáo trạng, Lê Công Minh và chị H, 32 tuổi, ngụ ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hấn Quảng có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, trong thời gian quen biết thì cả hai thường xảy ra mâu thuẫn và Minh thường đánh chị H. Do đó, bà PH, 67 tuổi, mẹ của H thường đuổi Minh ra khỏi nhà khi đối tượng này đến chơi. Ngày 9 tháng 2 năm 2021, sau khi đã uống rượu, Minh tiếp tục đến nhà chị H thì gặp bà PH đuổi về. Minh không nghe và đi xuống nhà bếp thì nghe tiếng chị H đang ở trong nhà tắm. Lúc này bà PH đi theo xuống nhà bếp nắm tóc và đánh vào vùng đầu mặt của Minh. Bị bà PH đánh, Minh lấy một con dao bấm thủ sẵn trong túi quần, đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bà PH. Thấy vậy, chị H lao vào can ngăn cũng bị Minh đâm thấu ngực, bụng khiến cả hai tử vong. Sau khi gây án, Minh lấy xe máy cùng con dao rời khỏi hiện trường và bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Minh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ, trước đó Lê Công Minh từng có 4 tiền án về các tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đánh bạc 2 lần và cố ý gây thương tích. Trong đó bản án 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích chưa thi hành. Ngày 20 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1990, ngụ tại xã Hòa Long, để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, khoảng 15 giờ chiều ngày 18 tháng 2, Tuấn điều khiển xe ô tô 72A45759 lưu thông trên đường Hương Lộ 2 hướng từ huyện Long Điền về xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Tuy nhiên, khi đến trụ đèn số 3S thuộc ấp Tây, xã Hòa Long, thì xe của Tuấn đâm trực diện vào xe máy 72C2-26348 do ông NVN, sinh năm 1978, cùng ngụ tại xã Hòa Long, chở theo con gái sinh năm 2010, lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến hai cha con ông N tử vong tại hiện trường, xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng. Kết quả điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do Tuấn sử dụng rượu bia, nồng độ cồn đo được là 0,063 trên 1 lít thở, điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định. Bên cạnh đó, theo hình ảnh từ camera hành trình trên xe ô tô do ông Tuấn điều khiển cho thấy, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ô tô chạy với tốc độ nhanh, đi lấn hoàn toàn qua làn chiều xe máy lưu thông.